Lý Gia Phạm, năm 2024 chuẩn bị ra trường. À, đẹp trai không? À, quá xa đẹp luôn. Ghê chưa? À, Phạm lớp 2024. Quá đẹp chưa? Ừ. Chuẩn bị ngày 28 này nè là đi dự tiệc. Chào Lý Gia Phạm nha. Ok, gặp lại sau. Đây là món măng da heo. Đấy. Nhìn hấp dẫn không? Thì cái nồi muốn măng đây. À, chờ đợi khách tới. Rồi, đây là bàn để chuẩn bị món nướng, đồ biển, cá hồi nè, mực nè, thịt bò nè, tôm nè, sò điệp nè. Wow, nhiều quá. Mà có đồ ăn á, có đồ nhậu á, thì không quên được bia, đúng không? Đó, kim chi, bia, đồ, nước. Đó, chuẩn bị đợi khách tới. Ok. Go ahead talking. I'm not talking anymore. Why? That's too personal. Go ahead. I don't know how much you record. Yeah, stand right there. Mm-hmm. Do you want to stand next to you? No. Okay, because I'm like... Nhìn khác không? Râu hả? Già hả? Nay người ta là người tỉnh trạng rồi. Nó làm giờ xét ở đây nè, nó về nhà là tới 30 phút lận tiếng á, nó làm xét bên này nè. Cho nên nó xẹt đây luôn, ngày mai sáng 5 giờ nó đi làm. Tiếng sao không hỏi thăm đi, nói chuyện đi. Biết gì đâu hỏi. Biết, không biết. Biết gì đâu hỏi. Con cái lão Thành đó, sao không biết. Con của lão Thành. Nghe quen không? Nghe không? Nghe quen quen không? Đây là con của lão Thành. Này là nhìn nó chỉnh chạc ha. Cứng. Động, người lớn rồi. Ở dưới á, ở trong con tùng á. Không có luôn hả? I know good bit. I can still speak to my little ones. Bây giờ má muốn hỏi chuyện á, thì có hai thông dịch tới đây rồi. Thấy không? Nó chứ. Hỏi có thông dịch viên, Thấy không? Đó, thông dịch là cho bà ngoại phải không? Hỏi đi, tiếng người làm ở đâu, sao gì đó. Lá chấm nước tương cho con. Chấm nước tương vô. Mày sợ cái gì vậy? 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 Mày sợ cái gì vậy?
hơi nhiều anh phải ăn cho chụp cái này đi. Còn lấy cái máy con đi. Sao chưa gì chưa lấy tôi vô chưa sẵn sàng rồi đó. Ờ bởi vậy. Mà nãy kêu đi, hỏi giờ này kêu đi nữa má. Hiểu hả? Đang hiểu hả? Chắc ăn nhung nhung, chắc ăn đi. Cái này đâu có hại đâu thợ. Này hả? Đây là cái xe. Không có hại đâu. Tốt thì gan lắm á. Này con. Tốt trên mặt. Có chứ. Đâu cái đồng hồ đây á? Có. Kìa. Ủa đi đẹp quá. Đại đó, đại đó. Trời ơi. Vô cứu đàn dạng rồi. Đó. Tại vì đó, cái scallop phải nóng thiệt nóng, bỏ vô. Cái scallop nóng thì nóng hay bỏ vô được. Đang tốt, cái lớp giòn giòn á. À, tại vì nói kiểu nãy rồi thì cái lụt thôi à. Đúng rồi, Lửa nó dài á. Đó.
100% luôn. Coi này kìa, ở cái tỉnh bờ. Đâu dữ à? Dữ à? Mặt này cũng quen quá. Trời ơi, ăn ké con em kìa. Ôi, chia nghe. Chia nghe. Thằng em đang nhịn kìa. Thằng em đang nhịn kìa. Ôi ơi. Không ôm bằng nữa. Ôi ơi. Ôi ơi. Ôi ơi. Ôi ơi. Lòng vẫn dâng lên để một mối.
em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Chiêm giữa sương mù quỳ bên em trong góc sao đường tính tình cầu tình mong yêu đương Chúa thương tình. Đời từ đó nhìn nhận xa đường gió chiều lạnh buốt tóc hồ con con đường anh như lá đổ đơn nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm quen em mới cho mình biết về mấy năm rồi hai ngày phép cuộc đời chính chiều nào khi về bên ngang căn nhà màu tím thì con gái ôi xa giữa đất trời hà xuống xiết ngắm vui hà rơi luôn hoa cười. Tuổi công xuân xoan nếp gặp anh em ước mong gì hơn cho anh bông hồng còn thắm cho anh trái ngọt vườn cắm và còn bên nhau qua đầu cho mày em lũ ghi vài đứa quen mà nhau chia mắt trao một nụ hôn ban đầu trải xa tình lan dần theo bóng tối cả chiều hoang đến ngồi bên bồ đàn từ giao hợp hồn nàng không mai áo cưới quán buồn đêm đêm đi thôi. Nếu có sĩ mân 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 nguyện